Đình Bồng Châu, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên được xây dựng để tôn thờ 15 vị thành hoàng, trong đó có 11 vị là nam thần và 4 vị là nữ thần. Đây là các vị đẳng thần thời Hùng Vương và Hai Bà Trưng, những người đã có công với nước, với dân. Người dân nơi đây còn lưu giữ được rất nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, mỹ thuật, đó là các bức đại tự, câu đối, kiệu bát cống, kiệu song loan thời Lê, hệ thống ngai, bài vị thời Lê. Ngoài ra, tại đình còn giữ một đôi hạc gỗ thời Hậu Lê, hạc cao 2,5m, được tạc liền khối với dáng to khỏe đứng trên lưng rùa. Đây là hiện vật vô cùng quý hiếm. Đặc biệt hơn cả, hiện đình còn lưu giữ được nhiều đạo sắc có niên đại từ thời Lê đến thời Nguyễn. Theo thần tích và di chỉ để lại, Thô Thượng Pháp Phong ở đây thì đầu tiên đây 123 thờ. Trong quá trình sông nước, rồi gìn giữ, rồi mối mọt, nó có mục nát, còn lại 69 thờ. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, đình Bồng Châu là nơi đặt trạm giao liên, giữ đường dây liên lạc giữa hai quân khu Tả Ngạn và Hữu Ngạn sông Hồng. Đây còn là địa điểm đón bộ đội vượt sông Hồng mỗi khi mở chiến dịch, là nơi trung chuyển vũ khí, thương binh của ta và tù binh của địch ra khu an toàn. Để tưởng nhớ công lao của các vị thành hoàng, thông qua đó nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối, hàng năm nhân dân thôn Bồng Châu tổ chức lễ hội truyền thống vào các ngày mùng 9, mùng 10 tháng Giêng, ngày mùng 10 tháng 3 và ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch. Đặc sắc nhất trong lễ hội là lễ rước kiệu thánh, rước nước. Với những giá trị đặc sắc, năm 1994, đình Bồng Châu đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đình Bồng Châu là một trong những điểm đến hấp dẫn của Hưng Yên với nhiều du khách đến tham quan chiêm bái.